đấy nhá đấy đây gọi là thấu quang này đó, đây gọi là thấu quang ở đây gọi là xuyên tâm này đó, đây là đen chìm này đây là kết tuyết này đó và đây là vân xoắn nó rất nhiều những cái phẩm chất ở trên bốn cái miếng gỗ nhỏ như thế này nhưng quan trọng nhất là bốn miếng này đều là những cái phôi rất là tuyển chọn từ cái phôi của hoàng đàn tuyết lạng sơn đầu tiên là chúng ta nhìn thấy là cái cái màu sắc này màu đen sẫm rất là là nhiều này rất là dị và thứ hai là chúng ta nhìn thấy cái lượng kết tuyết ở trên mặt ở và thứ ba là độ thấu quang như vừa nãy ở và thứ tư là cái hương thơm hương thơm của cái loại đen này nó cực kỳ đặc biệt nó nồng nàn nó sâu sắc mà nó lại rất là 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 làm là, mà mát rất là mạnh thành ra là đây là những cái miếng phôi mà chúng ta mua để chúng ta sẽ uh, giữ gìn uh, để uh, siêu tầm để trở thành những cái phần mà bây giờ càng ngày nó đang đang càng quý hiếm ở cái loại này chính là cái loại mà nó sẽ tiệm cận với cái hàng hắc hoàng đàn, cho nên là cái hàng hắc bây giờ thì đang được săn, đang được đặt hàng rất là nhiều nhưng không có, chúng ta sẽ có những cái phôi đen như này, ở phôi đen nó thể hiện được cái vân rất là mạnh nhá, xứng đáng để các bác sưu tầm và thưởng thức được hương thơm từ tự nhiên nhá.